Thường đây mọi người thường đang cập nhật tiến độ dự án của vành đai 3 chạy qua thành phố Thủ Đức, khu vực phường Long Tường, thành phố Thủ Đức cả nhà. Thì như quý anh chị nhìn xa xa là thấy khu phức hợp MTS Smart City, là khu phức hợp gồm căn hộ shop house và văn phòng cả nhà. Và nó nằm ở trong khu dân cư Santana, điểm Phúc Thành là 15 hect, và đất xây tự do khu này là khoảng 5 hect nữa, gần 20 hect cả nhà. Hiện tại giờ thì chủ tư cũng đang mở bán những căn mà ký hợp đồng trực tiếp chủ tư ha. Và ngoài thông tin này cần hỗ trợ thì cứ liên hệ với em Thường. Đó, Thường đang đứng đây là đường Vành Đai 3 này. Thường đang đứng trên đường vành song hành của Vành Đai 3 ở Bạch Trắng Trắng này là cả nhà, là đường song hành cả nhà. Đó, bên chỗ khoảng Trắng Trắng ở giữa là cũng đường là đường Vành Đai 3 luôn. Và bên kia thì người ta đã ép cọc rồi thì cũng Vành Đai 3 luôn. Đường Vành Đai 3 thì chạy qua phường Long Trường sẽ là trên cao, nhưng đường song hành sẽ nằm dưới thấp rồi nha. Đó, máy múc máy cầu máy ủi là năng rất chi đông. Đó, dự án của bên em đang bán là khu phức hợp MTS Smart City thì tháng 11 này sẽ bắt đầu bàn giao, và sẽ bàn giao cho đến tay khách hàng shop house, văn phòng và căn hộ, và rất nhiều đa dạng loại dịch vụ ha. Rồi đây Thường nó đứng ở đường song hành thì Thường phải quay tiến độ đường Vành Đai 3 để cho quý anh chị hình dung rõ hơn này. Thường phải phóng lớn ra ha, đó máy móc thi công này rất chi rõ ràng đó. Mọi người có thể thấy là tiếng ồn của máy móc máy ủi máy cầu rất chi đông ha. Rồi Thường phải quay sang đây một góc nữa để cho anh chị hình dung này. Đó, đây đường song hành, Thường đứng trên đường song hành luôn nhé. Đó, máy cầu này khắp nơi. Đó, xa xa bên kia là người ta đang thi công một cây cầu của đường Vành Đai 3 lớn cả nhà. Đoạn đó là có một nhánh sông chạy vào á, chạy vào là khu phức hợp MTS Smart City đó cả nhà. Thì người ta làm một cái cầu ngang vị trí này đó. Công nhân kỹ sư đang hàn xì, đang cầu tháp rất chi là nhộn nhịp. Và mọi người nhìn xa xa một xíu, đó là đường cao tốc Long Thành Dầu Giấy cả nhà, cửa ngõ khu đông kết nối các vùng là Bà Rịa Vũng Tàu, Biên Hòa, Đồng Nai. Nhưng sau khi Vành Đai 3 này nó kết nối thì Vành Đai 3 này nó sẽ kết nối về Bình Dương này. Và bên kia là qua bên Nhân Trạch đó, đường Vành Đai 3 nó sẽ kết nối giao thương cực kỳ lớn. Và 2025 sẽ bàn giao nhé cả nhà, và 2026 nó sẽ bàn giao toàn tuyến. Đây là dự án trọng điểm quốc gia nên là thi công rất là rầm rộ. Nếu mà theo tiến độ thì hiện tại giờ là đúng 1 năm từ ngày khởi công ở Đà Nẵng cả nhà. Nhưng vô số các hạng mục đã được thi công và vượt trội. Như quý anh chị có thể xem một số video của Thường đăng á, là cầu Nhân Trạch hiện tại giờ đã lên và sắp nối nhịp luôn rồi. Đó, quý anh chị yêu quý Mr. Phạm Thường thì nhớ đăng ký kênh TikTok, Facebook Mr. Phạm Thường, YouTube Mr. Phạm Thường, và có thể kết nối với em Thường theo số điện thoại là 0868 545455 nha, để quý anh chị luôn đồng hành cùng Mr. Phạm Thường và có thể là cập nhật những tin tức về bất động sản tốt nhất và cập nhật thường xuyên nhất nha. Rồi, cần hỗ trợ mọi thông tin thì cứ liên hệ với em Thường 0868 545455. Rồi, cảm ơn Mr. Phạm Thường. Rồi, Mr. Phạm Thường sẽ dừng video tại đây, và Thường sẽ quay một vòng để quý anh chị hình dung rõ hơn ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn và xin chào.